Rửa mũi cho trẻ là một phương pháp thường được bố mẹ áp dụng để tránh tình trạng dịch nhê và dỉ mũi, biết tắc đường thở của bé khi bé mắc sổ mũi, viêm mũi. Việc rửa mũi đúng cách cũng ngăn chặn 6 khuẩn xâm nhập xuống họng, vào tai và ngừa các bệnh lây lan qua đường hô hấp cho trẻ. Đặc biệt trẻ trong giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi rất dễ gặp phải các vấn đề về hệ hô hấp, các bệnh lý nhiễm trùng hô hấp, bệnh lý về da và nhiễm trùng đường tiêu hóa, dẫn đến tình trạng chảy nước mũi, nghẹt mũi. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ. Rửa mũi đúng cách. Video hôm nay sẽ hướng dẫn cho các mẹ các chị cách rửa mũi cho bé đơn giản ai cũng làm được, các mẹ cùng xem nhé. Tay xí đằng sau sáng này, tay xí đằng cố định chặt, đó, cúi một tư thế cực kỳ cúi xuống, chuẩn bị một cái xí lanh và làm đầu silicone nhé. Em bé bốn nhà mình là 7 tháng này, rất là nhiều, là hoàn toàn không phải những bé rửa quen rồi. Các mẹ lưu ý con đang bị bệnh nhiều mũi thì rửa tối đa 3 lần trên ngày thôi nhé, không nên lạm dụng rửa quá nhiều. Vậy là xong, rồi chúc các mẹ thành công.